mừng theo Thánh Luca. Khi tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Chúa là ai trong con? Tin mừng hôm nay thuật lại tâm trạng bối rối, phân vân của vua Herode. Ông mang trong mình một sự bất an và tự hỏi chính mình: vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Băn khoăn với câu hỏi đó, vua Herode tìm cho mình câu trả lời. Đó là vua đã tìm gặp Đức Giêsu. Vua Herode tìm gặp Chúa Giêsu không phải xuất phát từ một đam mê chân chính, nhưng là để thỏa mãn sự tò mò của vua. Vua muốn gặp và muốn biết để kiểm chứng cho hành vi của mình, vì chính vua đã giết ông Gioan. Mang danh hiệu Kitô hữu, chúng ta đã thực sự theo sát Đức Kitô chưa? Hay chúng ta vẫn còn bất an, để rồi hoang mang, nghi ngại với câu hỏi đó? Mỗi người chúng ta phải tìm cho bản thân mình một đáp án, vì chính chúng ta đang mang trong mình danh hiệu Kitô hữu. Lạy Chúa, trong thời đại ngày nay, chúng con rất dễ rơi vào tình cảnh đêm tối đức tin, để rồi vẫn băn khoăn với câu hỏi Chúa là ai trong con, và con phải sống thế nào để Chúa thực sự sống trong con và con thực sự có Chúa. Xin nâng đỡ đức tin còn non kém của chúng con. Amen.